Uyên My rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine được kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Và giờ đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Crimea nổ liên tiếp, Ukraine ra dấu hiệu đánh lớn, lửa đã lan đến vùng đất cấm của Putin. Kính thưa quý vị, mối lo chiến sự lan đến đang bao trùm Crimea, khi Ukraine tuyên bố quyết giành lại nó, còn Nga khẳng định bán đảo này là lằn ranh đỏ. Quân đội Nga đang hiện diện khắp Crimea, từ những quân nhân tạm biệt người thân tại nhà ga xe lửa hay chiến đấu cơ bay vòng trên bầu trời. Các phương tiện quân sự sơn chữ Z trên thân chạy dọc xa lộ Chavida, con đường dài 250 km nối những thành phố chính của bán đảo. Những dấu hiệu đó được thể hiện rõ nhất tại Sevastopol, thành phố trong tâm trí người Nga từ lâu đã gắn liền với sức mạnh hải quân nước này. Người dân Crimea ngày càng chứng kiến các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen cập cảng và ra khơi tại Sevastopol. Chiến dịch quân sự đặc biệt vì tương lai của nước Nga là thông điệp trên một tấm biển quảng cáo, đặt cạnh con đường dẫn tới cảng. Rạp chiếu phim chiến thắng tại Sevastopol giờ đây cũng gắn biểu tượng chữ Z khổng lồ. Những con đường tại thành phố trợp bóng cờ Nga. Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ từ năm 2014, nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây của họ cũng như Liên Hợp Quốc không công nhận. Sau khi chiến sự Nga và Ukraine bùng phát một năm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố quyết giành lại bán đảo này, cho rằng nó là một phần không thể tách rời của Ukraine. Phần lớn dân số trên bán đảo nói tiếng Nga và có quan điểm thân Moscow hơn so với các vùng khác của Ukraine. Điện Kremlin cho biết sau khi sáp nhập, cuộc sống ở Crimea đã được cải thiện đáng kể. Các trạm xăng kiểu hiện đại mọc theo những tuyến cao tốc ở Crimea, vẫn bán Coca-Cola nhập khẩu từ Belarus, loại nước giải khát khó tìm thấy tại Moscow vào những ngày này. Nhưng cư dân ở Crimea cũng có tình cảm đặc biệt với Ukraine và có mối liên hệ chặt chẽ. Trong thành phần các lực lượng vũ trang Ukraine có hơn 10.000 dân cư của Crimea đang tham gia bảo vệ nền độc lập của quốc gia. Điều này được Phó Đại diện Thường trực của Tổng thống Ukraine tại Cộng hòa tự trị Crimea, Denis Christiford, cho biết trong cuộc thảo luận về ngày tháng chiến chống lại sự chiếm đóng của Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, do Văn phòng Thanh tra phối hợp tổ chức với đại diện của Tổng thống Ukraine tại Cộng hòa tự trị Crimea, Censor.net thông báo, trích dẫn nguồn tin từ Ukraineform. Ông nói, theo dữ liệu của Hội đồng cựu chiến binh Crimea, hơn 10.000 cư dân Crimea với vũ khí trong tay đang chiến đấu vì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine trong lực lượng vũ trang Ukraine. Có người kể từ năm 2014, có người đã tham gia sau cuộc xâm lược toàn diện của Liên bang Nga. Về phần mình, thủ lĩnh người Tatar ở Crimea, Mustafa Chemilev lưu ý rằng, thật công bằng khi ngày 26 tháng 2 được chỉ định là ngày Crimea kháng chiến, chống lại sự chiếm đóng của Nga. Theo lời ông, theo các cuộc thăm dò dư luận khác nhau, khoảng 93% người Ukraine cho rằng chiến tranh không thể kết thúc chừng nào chưa khôi phục được sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước chúng ta, bao gồm cả Crimea. Ông Chemilev nói, cuộc chiến hiện tại sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, sẽ ký kết một hiệp định hòa bình nào đó, nhưng có mọi lý do để hy vọng rằng nền hòa bình này sẽ được thiết lập trên các cơ sở, các nguyên tắc thuần túy do Tổng thống Ukraine xây dựng và đã được ủng hộ, đặc biệt là ở Liên minh châu Âu. Tổng thống Zelensky khẳng định Crimea là một trong những lý do khiến ông muốn có thêm vũ khí mạnh hơn từ Mỹ và NATO. Crimea là đất của chúng tôi, lãnh thổ của chúng tôi, ông nói hồi tháng 1. Hãy trao cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẽ giành lại những gì là của chúng tôi. Kiev có thể lo ngại rằng nếu không giành lại Crimea trước khi thỏa thuận hòa bình được ký kết nhằm chấm dứt chiến tranh, hải quân Nga tại quân cảng Sevastopol sẽ đe dọa đường bờ biển của Ukraine trong những năm tới. Cô lập Nga bằng vũ khí tầm xa, tướng Mỹ bày chiến lược cho Ukraine tổng đánh Crimea.
Theo một cựu trung tướng Mỹ, các lực lượng Ukraine có thể thực hiện các chiến thuật tấn công chính xác tầm xa quan trọng ở bán đảo Crimea bị sáp nhập, để làm cho lực lượng Nga không thể đứng vững được. Viết trên Twitter, cựu chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu, trung tướng Ben Hodges, lập luận rằng các lực lượng của Kiev cần cô lập Crimea bằng các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Bán đảo Crimea đã bị Moscow sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 và hạm đội Biển Đen của Nga có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Thưa quý vị, tướng Hodges viết, đánh đuổi hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol bằng các cuộc tấn công chính xác hàng ngày, tương tự như vậy đối với lực lượng không quân Nga tại Saki, v.v. Căn cứ không quân Saki trên bờ biển phía tây của Crimea, phía bắc Sevastopol, là mục tiêu của các cuộc tấn công đã bị phá hủy 10 máy bay Nga vào tháng 8 năm 2022. Vào tháng 9, quân nhân hàng đầu của Ukraine tướng Valery Zaluzhny cho biết Ukraine đã thực hiện vụ tấn công. Ông Hodges cho rằng Ukraine nên đặt mục tiêu đảm bảo không có nơi ẩn náu cho các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine từ bán đảo. Ông nói thêm rằng các lực lượng trên bộ có thể được giải quyết sau. Việc Nga kiểm soát Crimea trong 9 năm qua đã không được cộng đồng quốc tế công nhận. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ vào ngày 25 tháng 1 xác nhận quan điểm của Washington là Crimea là của Ukraine. Quan chức này nói thêm, nhưng người Ukraine quyết định đi đâu và họ quyết định tiến hành các hoạt động như thế nào trên đất nước của họ, đó là quyết định của họ. Ukraine đã kiên định trong việc duy trì yêu sách của mình đối với Crimea. Crimea là đất của chúng tôi, là lãnh thổ của chúng tôi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào hồi tháng Giêng. Đó là biển và núi của chúng tôi. Ông nói tiếp, hãy đưa cho chúng tôi vũ khí của bạn, chúng tôi sẽ lấy lại những gì là của chúng tôi. Liên Xô đã chuyển giao Crimea, nơi từng là một nước Cộng hòa Xô Viết tự trị bên trong Nga cho Ukraine vào năm 1954. Bộ Ngoại giao Ukraine đã nhắc lại cam kết của chính phủ đối với Crimea trong một tuyên bố chung với nhiều quốc gia khác vào Chủ nhật vừa rồi. Trung tướng Hodges trước đây đã nói với Newsweek rằng Crimea là địa hình quyết định cho cuộc chiến này. Ông nói, Ukraine giải phóng nó và chúng ta phải làm mọi thứ cần thiết để họ có thể làm điều đó trong năm nay. Hôm Chủ nhật, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga ở Crimea đang tăng cường phòng thủ, bao gồm cả các cơ sở kiên cố trên bán đảo. Sau các vụ nổ làm trung chuyển loạt địa điểm chiến lược ở Crimea và lực lượng Ukraine giành lại thành phố Kherson gần đó cuối năm ngoái, cơ hội để Kiev mở chiến dịch phản công ở Crimea đang rộng mở. Nếu Ukraine tìm cách giành lại bán đảo bằng vũ lực như tuyên bố của ông Zelensky, rất nhiều trong số 2,4 triệu dân Crimea sẽ rơi vào cảnh bị mắc kẹt ở giữa. Theo giới chuyên gia Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen, là nơi mà Tổng thống Vladimir Putin có thể quyết tâm bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng báo cáo rằng nỗ lực giành lại Crimea của Ukraine có thể vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin và Washington, không khuyến khích Kiev làm như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland gần đây nói rằng ít nhất cần phi quân sự hóa Crimea, không tiết lộ quá trình này có thể được thực hiện như thế nào, làm dấy lên hoài nghi về khả năng Mỹ hỗ trợ Ukraine phản công vào bán đảo. Trước khả năng mà Ukraine mở đợt phản công, Nga đã tăng cường phòng thủ ở Crimea. Giới chức Sevastopol gần đây dựng các biển báo chỉ dẫn tới hầm trú ẩn gần nhất. Tâm lý lo âu ngày càng gia tăng với cư dân ở bán đảo này. Nhiều cuộc di cư về phía Nga đã được ghi nhận sau khi các cuộc tấn công của Ukraine lên bán đảo ngày càng gia tăng. Mới đây nhất, vào tối thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023, những vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Crimea bị chiếm đóng. Sau 20 giờ giờ Kiev, cư dân của một số thành phố bắt đầu viết hàng loạt về chúng, Dialog.ua đưa tin. Những tiếng nổ đầu tiên bắt đầu vang lên ở Yakta, sau đó cư dân của Pastrysarai, Gerzat và Sevastopol đã báo cáo về những vụ pháo bông. Đây là phần phía nam của bán đảo, cách xa nhất vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Ở Pachisarai, một vụ nổ mạnh gần đơn vị quân đội trên phố Severopolskaya, tờ Dialog lưu ý.
Có lẽ các cơ sở quân sự của Liên bang Nga trên bán đảo đã bị máy bay không người lái tấn công ồ ạt. Điều quan trọng cần lưu ý là từ Yalta đến các vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát có khoảng cách khoảng 270 km. Lửa chiến tranh vẫn có nguy cơ lan đến Crimea. Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc chiến bắt đầu tại Crimea sẽ kết thúc ở đây. Một viễn cảnh mà đối với cư dân bán đảo có thể đồng nghĩa rằng còn lâu mới chấm dứt đổ máu. Nhưng đổ máu một lần để có hòa bình mãi mãi. Ukraine cần phải hành động dứt khoát để đánh bại Nga ngay bây giờ. Và Crimea sẽ là vùng đất kết thúc cuộc chiến của Vladimir Putin. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.